Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Gừng, thân mẫu đồng chí Hoàng Bảo, con dâu là đồng chí Xuân, là hội viên của hội đồng hương giáo viên Thái Nguyên công tác ở Tuyên Quang, được tin cụ đủ số quy tiên về chầu Tiên Tổ, thay mặt cho hội đồng hương giáo viên Thái Nguyên công tác của Tuyên Quang, hôm nay đứng trước Ninh Sàng có thể hương và lễ bọn kính chúc cụ an giấc ngủ ngàn thu và gửi lời chia buồn đến toàn thể gia quyến nội ngoại. Cụ Lê Thị Gừng tuổi năm nay 105 tuổi. Cụ đã không qua khỏi vì tuổi cao, sức yếu. Nay cụ quy tiên theo Tiền Tổ. Được tin này, chúng tôi vô cùng xúc động và có thể hương lễ mọn đến trước Ninh Hàng cụ, kính viếng cụ và chia buồn cùng toàn thể gia đình để tiễn biệt cụ. Chúng tôi xin đề nghị các đồng chí trong hội đồng hương giáo viên ở Thái Nguyên xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các thầy cô ở Thái Nguyên công tác ở Tuyên Quang cùng với anh chị tôi hôm nay về đây chia buồn cùng gia đình và phụng viếng hương hồn mẹ tôi. Không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn hội. Cảm ơn các thầy cô, xin mời các thầy cô ra uống nước chia buồn cùng gia đình. Xin cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Gừng, kính thưa gia đình tang chủ, tổ công an hưu trí xã Tân Hương, xã Nam Tiến, nơi con rể của cụ đang sinh hoạt là ông Trương Văn Phú, nhận được tin cụ đủ số quy tiên và với Tiên Tổ, hôm nay đoàn có vòng hoa mâm lễ thắp nhân nhang, trước là xin được kính viếng hương hồn cụ, sau gửi lời chia buồn tới toàn thể gia quyến để vĩnh biệt cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn xin một phút mặc niệm. Vĩnh biệt cụ, phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình và ban tang lễ, xin chân thành cảm ơn tổ hưu trí ở phía Nam, nơi anh rể tôi sinh hoạt. Tổ hưu trí đã đến chia buồn cùng tang quyến và
phúng viếng mẹ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mời các quý vị ra xin nước chia buồn cùng gia đình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Liên Hòa lên thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa hương hồn bà mẹ Việt Nam Lê Thị Hừng, kính thưa ban tổ chức ban tang lễ, kính thưa các cụ, con, các bà cùng thể quý khách gần xa, gia đình, thông gia, niên gia, bạn bè, thân bằng, cô hữu và nhân dân ba xóm thôn Tân Hòa. Kính thưa gia đình tang quyến, chi bộ Tân Hòa, đảng bộ xã Văn Phái nhận được tin buồn bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừng đã chút hơi thở cuối cùng về với tiên tổ. Chúng tôi đại diện cho chi ủy chi bộ thôn Tân Hòa, đảng bộ xã Văn Phái tới thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, chia buồn cùng gia đình và có mâm lễ, vòng hoa, nén hương thơm để thắp viếng hương cụ. Mâm lễ và vòng hoa là lời chia buồn sâu sắc muốn gửi tới gia đình, mong gia đình mau chóng bớt đau buồn xót thương này. Trong giờ phút đau buồn của tiếc thương xót thương này, tôi không biết nói gì hơn, xin dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Tân Hòa, kính thưa toàn thể các đảng viên trong chi bộ. Mẹ tôi do tuổi cao sức yếu đã về nơi tiên tổ. Chi bộ, tập thể chi bộ đến kính viếng hương hồn mẹ tôi và chia buồn cùng tang quyến. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mời các quý vị ra bàn xây nước chia buồn cùng gia đình. Xin cảm ơn. Xin mời lễ viếng tiếp theo của phòng công tác đảng và công tác chính trị, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thái Nguyên dừng lễ vào viếng cụ cháu Trung ở phường Ba Hàng chuẩn bị phần lễ và tiếp theo. Kính mời đồng chí Thượng tá Hoàn Phú, trưởng đoàn lên thắp hương kính viếng. Kính thưa hương hồn mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừng, kính thưa ban tổ chức tang lễ, thưa gia đình tang chủ, được tin mẹ 250 về với tiên tổ, chúng con đại diện cho tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ, phòng công tác đảng và công tác chính trị, phòng cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Thái Nguyên có nén hương thơm đến kính viếng hương hồn mẹ và chia buồn cùng tang quyến. Đoàn do đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Phú, trưởng phòng công tác đảng, công tác chính trị làm trưởng đoàn, để tỏ lòng thương nhớ mẹ, xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa đồng chí Hoàng Văn Phú, trưởng phòng công tác đảng và công tác quần chúng chính trị, kính thưa đồng chí Đoàn Xuân Tùng và thưa toàn thể, thưa đồng chí lãnh đạo của phòng cảnh sát sự, mẹ tôi đã 250 về nơi tiên tổ. Do tuổi cao, sức yếu, không chiến thắng nổi tạo hóa của loài người. Hôm nay đoàn về thắp nén hương thơm, phúng viếng mẹ tôi và chia buồn cùng gia đình. Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Sau đây xin mời các đồng chí ra bàn xin nước, chia buồn cùng gia đình. Xin cảm ơn. Xin mời lễ viếng tiếp theo là của bạn cháu Trung ở phường Ba Hàng. Cụ đã đi xa, giờ phút
này đây. Toàn thể cháu con dòng họ anh ở làm tiến này đã tới nhà này. Cô ơi vòng hoa thắm bây giờ để báo tâm thành đi dòng ngõ nê nay đứng trước đinh nê sàng đổi đòi viếng hạ thăm đi cô ơi. Dòng ngõ nê thắp tuần này nhang tư cầu cho cụ an ni nghỉ nơi mộ hạ phần ni chờ chia độ thì dòng nghề họ nê ở đời nay sống ở cõi dương trần ni dòng họ nê độc bình ni à. Lời chia buồn của dòng tộc nội ngoại họ Lê với cụ Lê Thị Cường, mẹ Việt Nam anh hùng hưởng thọ 105 tuổi. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, con cháu kính lạy vong linh cụ Lê Thị Cường. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô chú anh chị trong xóm ngoài làng, họ hàng nội ngoại gần xa, thông gia bằng hiếu. Thưa gia đình tang chủ, cô Cường ơi, bá Cường ơi, bà Cường ơi, cụ Cường ơi, cho cháu con được gọi đôi lời để thương để nhớ để rồi cụ đi ngày mai vời vời chia ly còn đâu được nữa nói gì cụ ơi. Tha nôi đã muộn mất rồi còn đâu được nữa nói lời chia tay. Sông công có lúc vơi đầy tình thương nhớ cụ biết ngày nào vui. Chưa qua cụ đã đi rồi tình người sâu nàng tình đời mênh mông xin đừng biền diện cõi lòng thanh thiên yên giấc giữa vùng trời mây. Cháu con kính lạy vong linh cụ, sao đi vội thế cụ ơi, cụ đi chẳng nói một lời chia tay, để cho con cháu về đây ngập ngùi thương tiếc chia tay với người. Từ đây phút bóng vắng lời chẳng bao giờ thấy nói cười nữa đâu, ngày mai nằm dưới hầm sâu, bốn bề giá lạnh biết đâu cõi trần. Một đời vất vả gian truân vì con vì cháu dãi dần nắng mưa. Một đời ăn sáng nhìn trưa tảo tần con tép con cua ngoài đồng cần mẫn như những con ong thêu hoa dệt thảm trên đồng quê ta đào con trọn hiếu mẹ cha nuôi con khôn lớn lòng bà thảnh thơi. Bây giờ nhàn rỗi được rồi vui con vui cháu ngược xuôi chơi bời tha nôi đã muộn mất rồi chưa qua cụ đã chút hơi cuối cùng. Nghĩa tình làng xóm thủy chung giờ theo năm tháng sống cùng thời gian. Đời cụ chẳng quản gian nan cả đời cụ chỉ gắng làm cho con. Mong sau con cháu vuông tròn đền ơn cha mẹ lòng son thảo hiền. Nào ngờ cụ vội quy tiên cháu con chưa kịp đáp đền mẹ cha. Nỗi đau nước mắt nhạt nhòa ngày mong tháng đời con xa không về. Đường làng ngõ xóm thôn quê từ nay vắng bóng cụ về sớm trưa. Ra đi dãi nắng dầm mưa về miền đất lạ say sưa giấc nồng. Cụ nằm đấy có thấy không con cháu cháu vây đông chật nhà. Càng gọi cụ lại càng xa còn đâu cụ nữa để mà cậy trông. Nỗi đau dày sẽ nát lòng cụ đi đi mãi mà không trở về. Cháu con kính lạy vong linh cụ. Cụ Lê Thị Cường sinh ngày 6 tháng 3 năm 1916 tại xóm giữa Nam Tiến Phổ Yên Thái Nguyên. Trong gia đình nông dân làm ăn lương thiện, cụ là con thứ tư trong gia đình có 8 anh em, 3 trai, 5 gái, chị cả là con nuôi từ nhỏ. Năm 1934 cụ lên đây, cụ lên chúc lên mai với cụ ông Hoàng Văn Mạc, hai người lên đây lập nghiệp từ năm 1935 đến nay là 85 năm. Ngày đầu cụ chuyển lên đây, núi đồi trùng điệp cỏ cây đại ngàn, mùa hè uống lụt mênh mang, mùa đông cây tàn héo hon, quanh năm chẳng được bữa no, rau rừng đồn sắn sao cho ấm lòng, nhà nghèo chỉ mỗi nghề nông, siêu cao thuế nặng lưng còng vì con. Trong gian khổ đó hai cụ đã
trèo trống qua những năm tháng đó để sinh con đẻ cháu. Sáu lần thai nghén xót xa, sáu lần xé ruột đẻ ra sáu người, cả đời vất vả nấng nuôi để cho con cháu làm người hôm nay. Cô có sáu người con, bốn trai hai gái, có năm cháu nội, bảy cháu ngoài, 21 chất nội ngoại chăm ngoan mạnh khỏe. Cô có hai con trai là liệt sĩ, có bốn con trai gái dâu rể là giáo viên, con út là cán bộ cao cấp của nhà nước. Cụ đã hai lần mẹ tiễn chân con, lòng mẹ thương nhớ heo hon đợi chờ. Gặp con chỉ thấy trong mơ, các anh đi đi mãi chẳng bao giờ về. Mẹ già áo vá nón bê, bao năm ngóng đợi con về vẫn không. Nỗi đau lòng mẹ chưa ngôi ngoai thì lại nhận tin một con trai, một con rể, một cháu và hai chất lâm bệnh hiểm nghèo ra đi trước mẹ. Được tin tưởng mẹ đứt hơi, kém ăn kém ngủ, đêm ngồi khóc than. Một đời vất vả bần hàn, cả đời mẹ chỉ gắng làm cho con, ba trai một rể không còn. Cho nên đời mẹ héo hon tuổi già, có thể nói cả cuộc đời cụ vì con vì cháu. Vì dòng họ Hoàng, cụ về làm dâu họ Hoàng từ năm 1934, lúc đó cụ 19 tuổi. Từ ngày cụ về làm dâu, anh trên em dưới không câu nệ gì, khen cụ ăn ở tử vi, đẹp người đẹp cả đường đi lối về. Không như thế, với dòng họ trên dưới đúng mực, đúng gia phong, mà còn cụ đối với dân trong xóm ngoài làng. Với dân trong xóm ngoài làng, củ khoai bắt gạo kêu mang khi cần, những người hoạn nạn gian truân quản chi tấm áo cái quần giúp nhau. Nghĩa tình thôn xóm nặng sâu, cả đời cụ chẳng một câu nặng lời. Việc xây dựng thôn xóm, cụ không những hết lòng mà còn động viên con cháu dân làng chấp hành tốt các quy định của địa phương. Trải qua 100 năm mùa xuân, cho con cho cháu cho dân quê mình, với con trọn nghĩa vẹn tình, với xóm cụ đã hết mình dựng xây. Quê nghèo nay đã đủ đầy, công lao của cụ cao dày với quê. Trăm năm một cõi đi về, đẹp như bông lúa đồng quê ngày mùa. Đối với con, với cháu, với dân làng, họ hàng, quê hương, cụ đã hết mình. Nhưng đối với bản thân thì cụ đã quên đi tất cả, nâng niu hạnh phúc cho các con, các cháu, dòng tộc. Cả đời cụ chẳng đi xa, cả đời chẳng biết nhà ga bến tàu. Cả đời cụ chẳng đi đâu, nửa đời quần vá áo nâu bạc màu. Cả đời cam chịu khổ đau, cho con cho cháu mai sau nắng hồng. Nay về với tổ với tông, hai bàn tay trắng mà lòng mẹ vui. Cụ như cánh hạc trên trời, cụ về nơi ấy là nơi niết bàn. Gót chân khuất nẻo thời gian, mà lòng thương cụ ngập tràn nắng xuân. Con cháu kính lạy vong linh cụ, có thể nói cụ đã sống hơn một thế kỷ, biết bao nhiêu thăng trầm buồn vui. Cụ đã vượt qua biến số phận để làm tròn bổn phận của người con dâu hiếu thảo, người chị hiền hòa, người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó thủy chung son sắt, người hàng xóm tốt bụng, người công dân gương mẫu, người mẹ Việt Nam anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Trước linh cứu, cháu con nguyện xin nguyện lấy cái tâm cái đức để đức của cụ làm gương sáng học tập noi theo, để sống đẹp như cha, sống trường thọ như mẹ. Bà ơi, mẹ của chúng con ơi, chỉ còn đêm nay nữa thôi, mẹ con còn ở trên đời với nhau. Ngày mai nằm dưới hầm sâu, thân gầy chân yếu dãi dầu nắng mưa, ở nhà ba bữa sớm trưa, cơm ăn nước uống con đưa đến giường. Giờ đây gối đất nằm xương, ai nâng đỡ mẹ đêm trường năm canh. Nấm mồ sâu bốn mùa giá lạnh, áo quần con để cạnh mẹ thay. Không ai bên mẹ hàng ngày, khi ăn khi mặc tự tay mẹ làm. Cả đời vất vả gian nan, cả đời mẹ chỉ gắng làm cho con. Vì con thân thể gầy mòn,
vì con mẹ chẳng phấn son bao giờ, vì con tóc mẹ như tơ, ngày đêm mong đợi để chờ quả ra. Nay con lên trước ông bà, vẫn thèm tiếng mẹ gọi ta thủa nào. Mẹ ơi, chỉ còn đêm nay nữa thôi, dân làng tiễn mẹ về nơi suối vàng. Xa mẹ con thắp tuần nhang, cầu cho mẹ được an nhàn quay âm. Bên mẹ nghi ngút hương trầm, cầu xin Đức Phật đổ ân độ trì. Cầu xin Đức Mẹ từ bi, đổ cho đệ tử ra đi yên lòng. Một đời trọn vẹn sáng trong, tình sâu nghĩa nặng trong lòng cháu con. Trần gian hình bóng không còn, nhưng tình nhưng nghĩa sắt son muôn đời. Thôi đi, đi nhé, mẹ ơi, sống là gửi, thác về nơi vĩnh hằng. Anh em con cháu, xin vĩnh biệt cụ, mong cụ sống khôn, thác thiêng phù hộ độ trì cho con cháu trong gia đình, dòng tộc, xóm làng. Người già mạnh khỏe, trẻ thì chăm ngoan, nhà nhà hạnh phúc bình an, quê hương giàu đẹp, giang san thái bình. Chúc cụ tịnh độ thiêu sinh, ngàn năm sau vẫn nặng tình nước non. Một lần nữa, cháu con xin vĩnh biệt cụ, người mẹ Việt Nam anh hùng của chúng con, để tưởng nhớ công đức của cụ với dòng họ nội tộc ngoại họ Lê. Đoàn để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa ông, kính thưa các bác, các bá, kính thưa các anh chị em, con cháu chắt, nội ngoại, dòng họ Lê Nam Tiến. Được tin mẹ con tuổi cao sức yếu, ông và tất cả anh em nội ngoại, con cháu của mẹ con về với tiên tổ. Hôm nay, dòng họ Lê Nam Tiến đến kính viếng hương hồn mẹ con và chia buồn cùng tang quyến. Không biết nói gì hơn, chúng con chân vô cùng biết ơn và mời ông, bác bá, tất cả anh chị em, con cháu chắt, dòng họ Lê ra xơi nước chia buồn cùng tang quyến. Xin cảm ơn.